Trời ơi, mà kìa, con gà làm gì la dữ hả? Gà kêu. Ê, bộ đồ chơi con gà gì lạ chứ hả? Gà bám cái trứng thì văng ra luôn. À, cái này chơi làm sao? À, đây nè các bạn ơi, mình có một con gà này là con gà ấp trứng nè. Đây, một cái nhà của nó là nhà của con gà nha. Đó. Bây giờ mình với Văn Kiệt sẽ lắc xí ngầu nha. Hy vọng ra một nha. Rồi, lắc thử nha. Ai ra càng lớn thì càng thua nha các bạn. Rồi, 6 lần, Văn Kiệt sẽ nhắn 6 lần nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây các bạn ơi, bạn Kiệt nhắn 6 lần con gà nó đẻ ra là bạn Kiệt thua nha. Trời, có trứng nó không văng ra luôn. Rồi bây giờ tới mình nhắn nha, trả lời nha các bạn. Trời, con gà nó kêu ghê quá. Thôi đây nè các bạn ơi, bây giờ mình với bạn Kiệt sẽ thi lắc xúc sắc ở nha. Một thôi. Ồ, yeah, hai. Rồi bạn Kiệt được 2 nè. Quá. Rồi tới mình nha. Đây mình đã cầm lắc số mấy ta. Rồi số 5 lần luôn. 1 2 3 3. Trời ơi con gà có 3 lần nó nhảy rồi. Đẻ trứng đi gà ơi. Đẻ trứng đi. Trời ơi. Rồi đẻ cái trứng ra rồi nè các bạn ơi. Trứng tập trứng ra. Đây các bạn ơi, gà nó đã bị xì rồi. Trong trứng có gì vậy bạn Kiệt? Đứa có đùi gà hả? Đó, con gà con. Wow. Đây các bạn ơi, chơi con gà này mắc cười quá. Đè xuống thử các bạn Kiệt rồi bỏ trứng vô cho lợi nha. Thôi mình bỏ thêm một viên bi nữa đi bạn Kiệt ơi. Bỏ viên bi bên trong á. À, bỏ đi ở ngoài luôn, bỏ bi ở ngoài luôn. Rồi bỏ trứng vô luôn. Cho hồi nó bắn ra luôn. Rồi đè lợi. Wow, con gà này nó kêu thấy ghê quá các bạn ơi. Rồi đóng nhà lại cho nó đi. Rồi bạn Kiệt 5 cái nha. Rồi gọi đi. 1 2 3. Rồi bắn ra chưa? Ôi nó không ra luôn các bạn ơi. Rồi bỏ thêm viên bi nữa đi bạn Kiệt ơi. 2 viên đi. 2 viên coi nó bắn không. Rồi đẩy con gà lại nha. Ai đây các bạn ơi, con gà trống này nó la thấy ghê quá à. Rồi nhốt nó lại, nhốt nó lại. Rồi thải nha. Yeah. Một lần. Rồi tới mình nha. Đâu rồi, đâu rồi? 4 lần. Rồi 4 lần nha. 1 nè. 2 3 4. Chưa văng luôn. Rồi tới bạn Kiệt đi. 1 lần. Yeah. Oh no. Wow, trứng văng ra. Đây nè các bạn ơi, con gà này vui lắm. Con gà này bấm ở đây một hồi nó nhảy lên cái là cái trứng nó chạy ra nha. Rồi nè, cho bạn Kiệt thả ra cho các bạn xem thử nha. Đó, cái trứng nó nhảy ra kìa. Ờ, mà cái này trứng nó chưa bung ra các bạn ơi. Rồi làm lại đi bạn Kiệt ơi, bỏ trứng vô lại đi. Đây nè các bạn ơi, đó. Rồi mình thả ra nha. Rồi thả ra cái trứng mạnh nó mới bay ra lượn. Rồi. Wow, ủa không bay ra luôn hả? Kỳ vậy. Đấy nè các bạn ơi, con gà này chơi vui quá rồi, bây giờ nhốt nó lại nha. Nhốt nó lại luôn đi. Rồi mình sẽ chơi trò chơi con cá ăn bi nha. Rồi đổ đi bi ra bạn Kiệt ơi. Và bây giờ là mỗi người một con cá nha. Đây các bạn, đây là trò chơi cá ăn bi nè. Ai mà ăn nhiều là sẽ thắng nha. Đây con cá này nó có cái đồ hạ hải dưới đây á. Rồi bây giờ bắt đầu thi nha. Rồi bạn Kiệt chọn màu đỏ phải không? Rồi mình chọn màu vàng nha. Ai mà ăn nhiều nhất là hồi điểm bi ai nhiều là thắng nha. Kẹo nha. Rồi 1, 2, 3. Quá trời ơi, Kiệt nhanh dữ hả? Quá trời ơi. Mình nãy giờ không được con nào luôn các bạn ơi. Rồi bạn Kiệt chơi hay quá. Cái vàng này nó ăn không có được gì hết à. Ơi, rồi bạn Kiệt ngừng nữa rồi, bạn Kiệt đầy rồi. Ôi, xuống con trời. Kỳ vậy. Được tiếp rồi các bạn ơi, quá trời luôn. À, bạn Kiệt quá trời bi rồi. Ăn. Trời ơi.
ơi, cái màu vàng này nó ăn ít quá các bạn ơi, nó bị kẹt bi hay sao nó không xuống luôn rồi. Tại đầy nó không có xuống nữa. Đầy hả? Đầy nó không xuống được nữa hả? À đúng rồi các bạn ơi, đầy nó không xuống được nữa. Rồi ăn tiếp thôi, ăn tiếp thôi. Rồi. Mình đầy nữa thôi. Rồi đầy quá nó không xuống được nữa các bạn ơi. Dứt ra. Rồi bằng biên nguyên một. Bằng kiệt nguyên một à, rồi chọc tay luôn rồi. Đây, còn nữa các bạn ơi. Wow. Bây giờ trở lại nha. Bây giờ mà bạn kịp màu xanh lá cây, mình màu xanh nước biển, trở lại nha. Coi ai như gấp nhanh lên nè. Rồi gấp đi. Coi ai chạy nhanh hơn nha. Coi ăn nhiều hơn nè. Hồi nãy mới chơi lần đầu nên giờ trở lại nha. Mới biết chơi các bạn. Thôi mình đầy rồi. Quá trời, các bạn bạn kịp đầy nữa rồi. Rồi trong thời gian bạn kịp đầy mình gấp ăn vô nha. Đây mình đi nó chạy xuống đây nè các bạn ơi. À, hay ghê chưa. Rồi lấy bi bớt ra thôi. Qua wow, con cá màu đỏ nó không ăn mà nó cũng được một viên bi luôn. Wow, cái này vui quá các bạn ơi. Wow, bi nó nhảy ra ngoài luôn rồi. Còn mấy viên nữa hả? Còn khoảng 10 viên nữa nha các bạn. Wow, còn hay rồi. Còn mấy con nữa vậy? Wow. Rồi còn 3 con nữa các bạn ơi, mình đầy rồi. Đầy rồi, lấy ra thôi, lấy ra thôi. Ôi, gấp vô, ăn một viên nữa rồi, còn 2 viên nữa. 3 viên nữa. 3 viên nữa. Wow. Còn một viên màu xanh, khó ăn quá. Ấy, nhả ra rồi kìa. Ôi nó đầy rồi, nó nhả ra rồi các bạn ơi. 2 viên nghe, còn một viên màu vàng nữa kìa. Wow. Ôi, còn màu gì mà vàng rồi, ăn vô luôn rồi. Wow. Có màu vàng luôn. Trời, cho con đỏ ăn luôn. Màu đỏ ăn đi. Wow, còn một viên có. Rồi, bạn Kiệt ăn rồi, đếm thử nha. Để coi đếm thử coi mỗi người được nhiêu viên nè. Wow, đây, đây, bi của mình đây. Đây các bạn ơi, mình được bao nhiêu viên đây. Đâu có bạn Kiệt đâu. Của mình đây. Wow, của Kiệt nhiều dữ à. Rồi bỏ vô đếm nha. 1 2 3 4 rồi. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 của Việt mấy viên? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wow, các bạn ơi, bạn Kiệt 22, 33, 33. Bạn Kiệt ăn nhiều quá. 36 viên. Trời ơi, bạn Kiệt chơi giỏi quá các bạn ơi. Đây các bạn ơi, đây là bộ đồ chơi con gà đây. Con gà ba nhà đẻ trứng. Và bộ đồ chơi con cá ăn bi. Hai bộ đồ chơi này sẽ được tặng vào mini game lần sau nha. Rồi video đến đây là hết rồi, hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye. Trời ơi kìa, có con gà làm gì la dữ hả? Gà kêu đẻ trứng á. Ê, bộ đồ chơi con gà gì lạ chứ hả? Gà bám trứng với trứng thì văng ra luôn. À cái này chơi sao? Đẻ cũng sát ai cái trứng mà bị văng ra trứng nó thua. À đây nè các bạn ơi, mình có một con gà này là con gà ấp trứng nè. Đây một cái nhà của nó là nhà của con gà nha. Đó. Ủa bây giờ mình với Văn Kiệt sẽ lắc xí ngầu nha. Hy vọng ra một nha. Rồi lắc thử nha. Ai ra càng lớn thì càng thua nha các bạn. Rồi 6 lần, Văn Kiệt sẽ nhắn 6 lần nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây các bạn ơi, Văn Kiệt nhắn 6 lần con gà nó đẻ ra là Văn Kiệt thua nha. Trời ơi, trứng nó không văng ra luôn. Rồi bây giờ tới mình nhắn nha, trả lại nha các bạn. Trời ơi, con gà nó kêu ghê quá.